Ông xã Đức Việt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có ký gửi em một cái nhà kho anh chị, đó, với diện tích cực rộng luôn là 4.200 mét vuông nha anh chị. Mặt tiền đường này là đường quyện lộ 314 anh chị ha. Mình đi thẳng trước màn hình mình á, chỉ có là 200 mét là sẽ đụng tới quốc lộ 1A rồi anh chị ha. Để gom gần lại mình xem nha. Đây, chị thấy không? Rất là gần anh chị. Ra quốc lộ 1A là cái đó là ngay cây cầu Long Định, còn gọi là cầu Kinh Sáng nha anh chị. Mình quẹo lên khoảng là 200 mét nữa là qua cầu anh chị. Là đụng tới chợ Long Định, trường học, ủy ban, trạm y tế chị ha. À, tổng cộng là từ cái nhà kho mình á, đi qua tới chợ là khoảng là 400 đến 500 mét thôi, à, rất là gần nha. Còn ra quốc lộ E mình vẹo phải đó về thành phố Mỹ Tho là 9 km chị ha. Còn nếu mình ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh đó chị, nếu tính từ bến xe miền Tây á là 62 km nha anh chị. Còn con đường này lưu xe lưu thông rất là nhiều anh chị ha, xe ô tô, xe tải, à, rất là đông luôn. Còn anh chị đi hướng ngược lại á, thì mình liên thông về thành phố Mỹ Tho là đi đường tắt anh chị, đi đường trong đây thì gần hơn, có phải là 7 cây số ha. Còn thẳng cuối cái đường huyện lộ 34 này có cái cầu Long Hưng, cái cầu lớn như là cầu Long Định vậy anh chị. Mình quay phải là về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim, à, là khoảng là 4 km anh chị ha. Cái kho của mình ở đây á, là diện tích á, ngang mặt tiền đường huyện lộ 34 này là 22, à, chiều sâu á, là 98 nha. Vô khoảng là 38 mét á, bắt đầu bung nở từ từ ra, phía sau là 70 mét nha anh chị. Đất và kho mình nở hậu ha, rất là tuyệt vời luôn, phong thủy rất là tốt nha. Địa chỉ cái nhà kho này á, là ở ấp Long Lợi, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây thì chạy một đoạn đó thì có trường mầm non, trường tiểu học, và chợ luôn. Thẳng một đường rồi là tới chị ha. Đi khoảng là 1.5 cây số là tới chị ha. Tại không để mất thời gian của quý khách hàng đó, em sẽ chỉ ranh giới cho mình nắm nha. Đây, ở bên tay trái mình đây có một cái đường nước công cộng là nửa mét và có đường đá xanh. À, bên hông anh chị ha, đây là chiều sâu bên tay trái nha anh chị. Đường đá xanh này là đường công cộng, đường thông luôn anh chị, và cái đường nước này nửa mét là cũng đường nước công cộng luôn. Ai ranh giới là anh chị ha, ai gia chủ đã xây khoảng là 2 mét rồi dừng ton, và tên là cái kho là cũng là ton luôn chị ha. Thẳng ngôi sao được cái thông thoáng là bên hông có cái không gian đường xe máy nữa chị ha. Và trước đây đất mình đây là một cái kinh tiêu, kinh tiêu nhỏ thôi, cái này là giống như đường nước thôi, không phải kinh tiêu anh chị. Kinh tiêu thì phải lớn, còn này là đường nước thôi, là khoảng là 1.2 m anh chị ha. Đây, quay kỹ cho mình xem luôn đó. Nên ở đây mình làm kho xưởng, gia chủ đã đặt cống ra hết rồi đó, mình mua cũng rất yên tâm, chủ đã làm sẵn cho mình hết anh chị ha. Và cây cầu á, thì gia chủ á, thì làm rất là to, 6 mét chị ha, làm 6 mét rất là to luôn. Đây thì xe ô tô, xe tải, trọng tải lớn đó, là vô rất là thoải mái nha. Đây thì cái này là đang là cái xưởng đang hoạt động, nên gia chủ làm rất là to, rất là lớn luôn. Rồi cái ranh giới ở đây là bên tay phải nè chị ha. Đây bên tay phải mình đây là ranh giới đây. Đây, thẳng ngôi sao chị ha. Rồi để quay lại cái mặt tiền 22 mét một lần nữa mình xem nha. Đây, mặt tiền cũng vừa phải chị ha, 22 mét thì rộng rãi đó. Đã đặt cái cống qua hết là 6 mét đây. Đó, xe tải mình ra vô rất là thoải mái khi làm kho xưởng ha.
Hai bước ở trong đây thì có một cái cây kiển rất là đẹp luôn. Cái kho gia chủ thiết kế ở đây thì làm rất là cao, rất là thoáng anh chị ha. Camera quan sát thì xung quanh cái kho có rất là nhiều luôn chị. Đây, quay cao cho chị xem thấy không? Kho làm rất là cao, rất là thoáng. Còn bên tay phải mình đây đó thì có một số cái căn phòng đó, giống như phòng họp và mấy cái phòng chứa đồ ở vị trí mấy cái phòng này chị ha. Rồi, chủ phá rồi. Trong này phòng đơn giản này là kiến chị ha, quay vô thấy rõ luôn. Mỗi phòng hết ha, mở được không anh? Đây có người ở hả? Dạ, đây có mấy phòng mà dân phòng rồi có mấy phòng để cho thuê. Rồi để em đi qua cái không gian bên chỗ kho chị ha. Đây chứa đồ rất là nhiều chị. Đất của mình đó là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Gia chủ chứa đồ rất là nhiều luôn, mấy bàn ghế mấy đồ sắt rồi chị ha. Ở phía sau bên tay phải chị thì nở rất là rộng chị ha, và có một số cây kiểng, thì có mấy nhà thủy tạ phía sau đó chị. Để em quay đây trước rồi xong rồi em sẽ qua mé bên tay phải nha. Đây đồ đạc rất là nhiều luôn, mỗi khoảng là 20 mét đó chị. Thì gia chủ có thiết kế cái cửa kéo chị ha, nhiều lúc mở lên cho nó thoáng. Tại bên tay trái mình ở đây thì có một cái đường, nay em quay cho chị xem là đường đá xanh và đường nước công cộng là nửa mét nữa chị ha. Đó, khoảng là 20 mét thì có làm một cửa kéo nè. Đó, mình kéo lên chị ha, cho nó có không gian mát và ánh sáng vô. Cái ranh cuối cùng của mình là trước màn hình anh chị ha. Đó. Cái kho bên đây là khoảng là xây khoảng là 8 mét đó chị, là xây dựng là cuối ranh luôn. Còn bên tay phải mình là có một có hai cái văn phòng. Đó. Rồi có ba cái phòng trọ để cho thuê, giống như dư phòng đó chị. Thì chủ cho thuê 3 phòng, còn 2 phòng là để làm văn phòng anh chị ha. Nè, gia chủ đã làm bằng phẳng hết rồi. Xung quanh đất mình là bằng phẳng hết anh chị ha. Đó, bơm cáp rất là cao. Cái ranh giới anh chị không? Đó, gia chủ đã có lần ton lên là cao là 2,5 m anh chị ha. Phía trước hình á. Còn ở đây là một cái giường kiển mai vàng. Rất là đẹp luôn. Giường kiển này thì có khoảng là 8 cây là lớn đó chị ha, còn một số cây nhỏ anh chị, đủ là kiện hết. Nhưng mà chủ đạo ở đây là em thấy mai vàng là nhiều nhất anh chị ha. Em đi lại cho mình xem, đất mình hơi rộng chị ha, em đi hơi lâu. Đây góc nào có to đùng anh chị thấy không? Cái này là cây đầu tiên anh chị, cái đầu tiên mà lộ tròn tròn anh chị ha. Gốc này vậy là mấy chục năm mà anh chị được lớn như nè anh chị. Nếu biết cái trái đó thì nó màu xanh mà nó tròn tròn lớn lớn anh chị ha. Này không phải là đầu tiên ở ngoài Hà Nội anh chị ha, không phải nha. Ở đây thì có thiết kế đây cái nhà tắm, nhà vệ sinh đây nữa chị ha, nó là lavabo đánh răng gương mặt đây. Quay từ từng cái cho anh chị xem bên trong. Đây. Bên trong nhà tắm nhà vệ sinh đây thì gia chủ ốp lên là cao có 1,8 m anh chị ha, ốp gạch anh chị.
Đây thì nó bị nở qua tới đây, nó bị khuất đây xíu anh chị ha. Đây, khuất ngay vị trí đây nè. Bên tay phải nè chị thấy không? Đó. Bị cắt đây xíu, nó qua mới tới đó. Đúng ra là tới đây anh chị ha, nó chỗ cái bọng nước anh chị thấy không? Đó, nở ở đây thẳng qua bên kia nhưng mà này bị khuất cái xíu này nha. Đó. Đó, xung quanh là rừng ton hết rồi. À, đổ đà ecaton là 2,5 m chị ha. Đây là không gian bên tay phải, gia chủ trồng kiểng. Rồi em xin mời chị ha, thì em sẽ đi lại cái không gian cái nhà thi tạ. Chỗ này thì mình tiếp khách nè, nhậu sương sương và lon rồi chị ha, rất là mát luôn. Là một cái chòi đây dưới thì là ao nuôi cá, rất là tuyệt vời. Mình ngắm cá vừa nhậu vừa rất là mát chị ha. Đây chị không, mai vàng rất là đẹp, tàn cây nè chị không, rất là to luôn anh chị. Mấy cây mai vàng này thì chủ rất thích anh chị ha. Nếu mà mình có mua mấy cây mai vàng này thì chủ để lại giá rẻ cho mình nha anh chị. Gia chủ chỉ bán cái đất và cái nhà kho thôi nha anh chị ha. Một số cái này thì chủ rất là tâm huyết, nhưng mà nếu có mua lại thì mình thương lượng cái giá ha, mấy cây mai vàng. Đây, không gian cái nhà thị tạ đây anh chị, rất là thoáng, rất là mát mẻ luôn chị ha. Để em quay không gian rộng mình xem nha. Ở đây là mình có thể tiếp khách được khoảng là 40 người anh chị ha, rất là rộng anh chị. Đó. Nhà thị tạ đây thì chủ thiết kế như là ao nuôi cá. Đó, hiện tại là nuôi cá trê và cá tay tượng ở dưới chị ha, rất là to luôn. Đây là chị thấy không, nước đục quá nè chị thấy rõ đó, mới quặn lên chị thấy không, chị gần là cho chị xem nè, rất là nhiều cái anh chị ha. Cái trê này cũng rất là lớn anh chị nha, và cái tay tượng rất là lý tưởng anh chị ha. Đây em đang quay buổi trưa mà rất là mát, rất là tháo luôn anh chị. Đây là không gian ở trên cái nhà thị tạ nè anh chị ha. Rồi, để quay xung quanh mình xem. Xung quanh là trồng mai vàng rất là nhiều chị không. Ở bên tay phải mình đây thì có một đoạn là bị ló đuôi chuột có xíu nha anh chị. Đây quay gần cho chị xem nha. Đây gia chủ cũng để sẵn mấy bếp ga rồi mấy cái tủ để gia vị nè, thấy không? Chỗ rửa chén bát đây luôn. Đó. Mình có thể ăn nhậu ở đây đó, mình có thể rửa ở đây luôn, mình làm đồ ăn đây tại chỗ luôn chị ha. Có điện bếp ga đầy đủ ở đây luôn. Đây lối đi chuột này anh chị thấy không? Chắc khoảng là 13 mét đó chị. Đó. Đây là chiều sâu bên trái nè chị ha. Theo cái đường cái to anh chị thấy không? Đây qua tới đây bắt đoạn này bắt đầu là lối dài ra xíu. Ở đây khoảng là 12 mét. Đó, qua bên miếng toàn bên tay phải chị thấy không? Đó, đó thẳng và sâu vô trong đây có khoảng là 25 mét đó chị ha. Để em gần gần lại mình xem nè. Đây chị thấy không? Khúc đoạn này là lối đuôi chuột, ở đây thì chủ cũng trồng số mai vàng và rau sạch để dùng trong gia đình đó chị ha. Rồi để em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà kho nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giống hình để tương tác của em trong cái động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại chị ở phần video tiếp theo.